phải cân nhắc như vậy. Chuẩn bị tiền, gạo, xăng nhớt, ba năm nay về trên cho Kiệt biết cái gì, Kiệt lên đây Kiệt thông báo cho quý vị hết. Thì thiên cơ mà 80% mình là mình đã có phước rồi, bờ trên đã thương nước Việt nhiều rồi, đã che chở nhiều, mà huống hồ Việt nói gần 90% trúng hết và biển Đông dậy sóng. Có ai biết bữa nay quả tiễn của Trung Quốc nó bay vòng vòng bên Đài Loan đâu? Kiệt đã nói trước rồi mà, màn này sắp kết thúc. Nó có năm thứ mà từ xưa Kiệt nói, cách đây 3 năm anh Lân Phú Hội ra phỏng vấn đó, để mà đem cái chủ thuyết của các Marx Lenin, những cái gọi là những cái ác, những cái độc tài, những cái không công bằng, những cái mưu mô tính toán của người đời, và những cái nước cộng sản còn lại cuối cùng của cái thế giới này, rồi sau đó sẽ đem lại một cái thế giới rất là nhân ái và hòa đồng khi Phật Di Lặc xuất hiện sau chiến tranh. Chiến tranh thứ ba Biển Đông này nó còn lớn hơn là Nga với Ukraine bữa giờ gần 3 tháng mấy nữa đó, nó không phải nhỏ đâu. Cho nên mình bây giờ hôm nay Kiệt thông báo là chỉ ôm lại thôi, để mình mỗi người mình mỗi ngày lên bàn thờ khấn thêm chút. Nhiều người khấn thì cái lực nó nhiều, thì cái trượt nó, cái sự tan tác nó ít đi.